các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Các bạn tham gia một ngày vui vẻ nhất. Có một cái em mới ngủ được 2 tiếng rồi ấy, thì vừa mới đến xong mà sao cái này 1:47 đã bị tắt rồi nhỉ? Cái đèn tự động này này cũng lỗi, mới có 1:47 chị. Sao cái này chị để bao nhiêu? Không, cái nào cũng này 2:01:09 mà. Cái này chắc bị tắt rồi, đây này, cái nào cũng 2:02:02:08:09 này. Để nó không điện này. À, ừ nhờ. Ồ, trời ơi. Cái này mình có bao nhiêu video, em cũng chẳng biết luôn.
Hôm đấy là mình được mấy tơ nhỉ? Hôm đấy là mình 5 tơ, năm tơ thì là 7 tơ. Ừ. Có một cái bị mất điện. Mình có thêm 2 tơ thôi là 7. Ôi 42 rồi. Thế là hôm nay đã là đủ 50. Mình một tên. Em đứng tù áo đen đây này. À ừ, 10 tên. Cái này là 5 phút. Một mẹ mình một tên. Chị đẹp hôm qua chị đẹp bay gì á? Qua chị đẹp bay gì á? Bay gì luôn? Được một phát bay thôi. Em tổng mới biết. Cả hai lần đâu. Không lẽ sẽ được cái chị ạ? Chắc thế em. Tùng ấy kết năng kết mới luôn. Mình mới như thế mà em chưa ngủ như thế, như cãi nhau ấy. Mở cái này còn điên luôn đấy, điên. Điên của bên em. Điên. Tích tụ ở các anh ở đây được mở thâu đêm nào. Mỗi phòng mình làm thế được không? Cái đang kêu ngủ lại có người gọi. Khiếp nhỉ. Cái gọi cả đen thì nó phụ có một cái cũng không bật cho em nhá. Cái tắt này em mở 10 tắt cơ mà cũng chỉ mở 9 tắt thôi. Đây cái này muốn thôi. Cái này hôm qua lúc em bắt đầu like là bao nhiêu rồi anh? Lúc em nhắn bắt đầu like cho anh là bao nhiêu? Em với anh bấm hết cả 10 cái này. Thế có nhiều lúc bấm nó không ấy đâu mà. Cái kia cũng chưa ấn nó lại nó sẽ không nhận. Đấy từ lúc 12 giờ này. Được nha, bật cho em. Homestay hit và rồ nha em mà không bật cho mình. Yến nổi tên kênh. Và Yến vlog.
Chúc mà anh Hoàng anh bảo là thế ví dụ như Yến thì chắc là cô chân bò với lớp chân bò City chân bò TV. Đổi hết tất cả luôn hay chỉ đổi 10 kênh này thôi? Tôi đổi trước 10 kênh mình đang like chứ. Chị Minh chị Diệp thành kỹ sư rồi. Đây chị Diệp ơi, để em treo từ hôm qua đến giờ xem nó có bay không. Chào tất cả các bạn trong mơ đi mày được rồi thối thật xa rồi. Tối thật đấy, không thể thằng này cũng được. Tao cố gắng được bật nốt đây. Gia đình vào ship của mình làm gì nhỉ? Chơi. Ship của mình có gì đâu mà vào ta. Thẻ thì không bắn được. Thank you.
Mình không đi lại đâu một view. Nó bật này em làm sao biết kênh nào bên nào rồi đấy, chị cũng đang loạn đây mày ơi, từ nãy giờ đấy. Đi đông bon sao vậy? Không ạ, không sao đâu anh ạ, em không quay lại chỗ này nó loạn, em có một cây. Chắc là có một hai cái video lẻ 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 nó xài đi. Anh tắt đi bật lại không đi tìm mà. Ừ. Nhưng mà ngay cái này nó bị sao đấy? Thế mãi mà anh không biết chơi. Nó bị bật lên rồi anh biết cần nào rồi. Anh hoàng nhưng mà cái này nó bị sao đây này. Sáng về. Chưa tên đúng 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 không anh? Tên gì anh? Tên đấy. Tên gì đâu anh? Cả tên kênh nhá. Bây giờ mời như thế nào? Em cứ ấy đi. Quay lúc là phát like là tên không mình video anh. Có hẳn hai ba bát tô rồi, được ba bát tô, không biết là bát tô đi đâu hết rồi. Nó cứ bị mất cái thanh kia, không biết là meo ở chỗ nào. Lại khó rồi, đến đó không nữa. Em ngủ say em cũng chả biết mưa to hay không, sáng dậy thế. Không biết trời đất là gì. Ủa ơi,
và cái VPS của em chỉ khung nó thành 10 đi. Bị chưa? Các chị viên hả? Các chị viên chị cũng đang từ qua đây chứ còn cái thứ chính là đúng rồi, mình nên cái lực mình bị mẹ không mình tám mà mình tám mình mới bắt đầu làm bị ngày đầu tiên. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của mình. Chúc cô dì chú bác anh chị em bạn bè gia đình bố mẹ ông bà có một buổi xem livestream thật là vui vẻ. Ý chắc của mình đỏ đây, phải nhưng mà nó kết quả lên.
ba chuyên của mình. Sẽ tiếp tục mình nói. Của em tại sao là không thể tạo sự kiện trực tiếp vậy anh? Mỗi tân được 10 á. Sao nãy bảo là một tân đi. Em vẫn xuống cái tab số 3 thì em quay lại tab số 1. Thế là được 10 tân đúng không? Em vẫn không. Được anh ạ. Chịu cho từ vào đi. Đi ra từ vào đi. Đã vào luôn rồi. Đây rồi. Đây ạ. Chào các bạn, đi ăn đi nha. Ô. Em bảo là giờ nên là xóa đẹp nhá. Nhiều nước lắm. Đi mua mì đi, cả tôi phụ nữa. Hả? Cái gì đấy ông chủ? Mì gì? Chưa nọ. Nó lâu lắm rồi, tôi lấy trên hai con giờ bị cả con rồi. Cái trên tiếp tục đấy. Cái lỗi mà bị ích wifi không gọi mọi người làm kiểu gì nhỉ? Cha làm cái anh trả lại đây. Có tự hết rồi. Em trả lại rồi. Em đưa cho anh trả lại. Không phải với ai cũng bị mà. Em là người bị đầu tiên. Anh có biết làm nào hết. Vậy anh đặt lại cái đặt tất cả đây. Điện không chị ạ?
Thank you.
mà điểm ra được 100 đô. Đến mốt đâu ạ? Đây, mốt đây. Mốt ta hỏi chị luôn đâu. Ngoài anh đang còn 100 đô cơ. Có là tiền đô rồi. Bây giờ mà quay video mà đang sụt này nhỉ? Đêm đêm mở cho ta sụt. Gọi hải cái đêm này. Bất đi xuất sinh gọi hải cái đêm này. Hải ám ảnh kia. Anh Hải ăn xúc xích xúc ăn à, đâu em đã ký cái video đấy là anh Hải ăn xúc xích của em phải không? Còn muốn một cái của anh Hải ăn thôi. Anh ra không chưa kìa? Thế không biết trên tầng có treo không? Chỉ có đến người một ngày đi ngủ. Bây giờ anh vào được kênh của họ lên của nó là bao nhiêu? Bây đứng được bao nhiêu anh? Đấy, lúc nó có 7 tên thôi, 10 máy là 70 video. Mỗi bên mình là 10 tên thôi. Em 10 tên mà. Ôi, ý Điệp đấy, Điệp mới tên này. Anh cũng mong mọi người like được tầm 8-9 tên thôi. Ok rồi đúng không? 10 tên đủ lắm. Thả bé mất rồi. Chưa hết giờ. Em vừa mới ngủ được hơn tiếng. Đấy, 2 giờ qua ai đó nhắn tin cho mình. Thế luôn. Sáng dậy thấy gửi tin nhắn thì điểm. Rồi bắt đầu kiểu... Chẳng biết ai đó nhắn gì cho em. Nhắn tin tại đi, sao ít rồi. Nghe mắt. Anh Giang quay cho 8 giờ. Em hôm qua, khám qua, sắm máy quay đâu. Mất 2 tên buổi sáng rồi. Ở sáng phòng máy chưa bắt đầu quay. Ui, phải nâng lên một tam nữa xem có bị đâu. Sắp luôn. Lúc cả số lượng video lên trên trang tính kênh. Rồi chị ơi. Em cũng thế. Em hỏi mọi người đi em cũng thế. Cười đến chẳng. Mẹ em có nhiều gì chứ.
ăn cũng là phun tức minh luôn. Mỡ em ạ. Đây mà dạ không nghỉ luôn. Đây một người vài nắm nào quay được một lần mới xóa hết cũng nhớ đi để quay được 4 tầm 4 video được 30 phút thì không được. Quay được, tí nó xóa đi xong rồi quay. 5 cái được. Có thể ngủ đâu, chắc ngủ được 5 tiếng. Mấy ngày nữa cho anh Hoàng điên luôn à. Ngủ cả đấy sẽ điên à. Em tính là yêu gì được 8 đấy. Cái gì ạ? Em tính là video đi. Em chỉ được 7 thôi, bởi vì có một video, có một tân, em chỉ được 1 tiếng 47 phút thôi. Bảy phút là vẫn ok mà em cứ kệ nó cả ba. Một cái tiếng vẫn ok. Miễn là nó. Kệ nhá. Kệ nhá. Bảo năm mấy phút rồi còn nói 1 tiếng 47 cái nước. Ê, mai có lương rồi. Năm mười à? Năm lần nhà cửa này có rồi. Thì phải trước đấy nhỉ. Đang gọi đề nhẹ. Vẫn không có tiền. Nghèo nhiều phải khoảng năm. Dạo này con bị kiểu lãng quên ấy. Khiếp. Sụt cả. Đấy sao mà không có cháy đấy. Yeah, I'm fine with you.
chưa ông qua con người rồi. Hôm qua em vừa đi tỉa tóc bạn rồi. Bạn đấy nuôi tóc dài lại tỉa đi. Tỉa cái đi cho dài thì không có thành công. Đây, rác có đùng này, cho em có tí rác này em vứt luôn á. Em có để không? Em á. Đóng rồi. Đấy. Xịt kính ha. Tí xoay từ chân lông một luôn. Cái 10 giây này. Chị Nhung chủ máy gạo. Không, còn một cái túi trắng cái túi lên. Ui trời ơi, quá gần. Ô, vừa nãy bọn em thúc em xóa 3 video mười mấy giây thì nó có 30. Xóa xong có 30 rồi. Nóng nhỉ? Cái chuyện mất đùi. Hôm qua đi với Minh, chúng nó bảo Minh yếu mời thì nói nha. Thì chả thế. Còn mấy cái cọng đang quay là mình muốn chơi. Cứ nói này. Em nói ngắn lắm chị ạ. Cho nó nghỉ. Cuối tháng lại nối tiếp. Sao phải đi nối? Chịu đây. Chị gì đây? Ai kì nghỉ? Kháo giáo mình vừa rồi. Mấy cái ngã đây, cố lên. Ồ, anh ngã này. Ngồi cái ghế xem. Thế cũng ngồi được. Nó đỡ người ta lại còn ngồi đi nói. Đi được ấm lên. Nó phải về tích bạn không phải tắm. Chịu đây. Anh nhớ đi. Cứ đơm người lên. Biết đấy, đúng rồi à. Cách đơn người luôn. Cách đúng luôn rồi. Mẹ thế bà văn bay ở bà áo gì này. Lào nhanh một kìa. Cười hết chưa. Hôm qua ngủ ngon thật đấy. Trời thật là đấy. Trời thật là đẹp rượu. Của em quay vừa có 4 tơn thôi. À không, kêu 16, 26 này. Bây giờ hôm nọ em tới 10 là 26 rồi. Nó hôm nọ tớ làm được 7 tơn. Phải là 33. Không, không. Thì anh đến được 7 mà. Nhưng mà em đến trên kia được 30 à? Em mở cái VPS đi. Nó bị ẩn đi mà. Không biết máy ai quay lại còn khác phải không? Máy... Không máy ai đâu. Mùi Phật. Sợ quá.
băng ghế ra ngoài vứt lâu rồi. Quần này, quần quần không mà thấy. Con về thì. Con về xong mang quần áo lên rồi. Có. Có thì về mà lấy. Bận tặng quần đuôi ấy. Ai. Con biết. Buồn cười vậy chứ. Mấy tuổi lâu ấy, con này đi mùi sợ quá. Mày chưa hết nữa người đi lưng nhỉ. Một phát kiểu như là ôi phát cho ban miệng xong luôn đó. Cái ghế như thế thì còn đụng ngồi đung đưa đung đưa. Chịu lắm chán thật. Mẹ sao nhiều muỗi đây? Gia đình vẫn chưa về à? Cứ ở đây. Lại cái mùi rẻ nữa. Để tôi bắt đầu đi. Sao anh không lấy tuổi ấy? Cái khăn đấy toàn con kẹp nó toàn đãi đấy rồi. Ta chỉ có 30 nhỉ. Để em tay nghe. Sao vậy? Chị không có quấn được. Cứ đi cái xe lần nữa. Hốt. Mất cửa rồi. Mất cửa thanh rồi. Chết cây nữa. Mẹ nó cái đèn nó còn xấu. Yeah.
Em đặt tên kênh là cô Yến nấu ăn. Ở bên Việt Bắc toàn thầy cô giáo thôi. Thật á? Ừ. Cười với trưởng. Suốt ngày phải trêu gì à? Theo trêu ở suốt ngày phải soạn giáo án cho học sinh. Chất Giang có bài 50 đô. Có bị bắn đấy. Anh đã thắt đường qua cửa bạn. Cóc xích không? Chị nhé. Rồi. Chị. Không nhỉ. Nào nó đứt rồi. Anh có xác vào đây xem nó hiện tiền không? Cô Yến chăn bò nhá. Cô Yến TV. Tên nào chị Yến? Hả? Cô Yến đổi TV. Tên mà. Đây là... Mất hết thanh rồi. Kênh của chị Tần Kỹ Sư rồi. Nông trại vui vẻ này, gia đình 4.0 này, làng gió quê tôi này, anh chất đấy, đâu nữa nhỉ, nhung đâu rồi này, cô kỹ sư Town City này, kỹ sư City Island này, kỹ sư mới, kỹ sư đường vàng Villa City, chất đâu chất đấy, homestay VIP Pro này. Thành cô ký rồi. Cô trường là được. Chào. Kiểu rồi. Này, cuộc sống của kỹ sư. Cô kỹ sư nông trường. Làng đảo. Đấy, tất cả ở kênh đó chị. Đổi mấy kênh mình đang like ấy. Đổi dưới. Mất thanh rồi. Không bay được. Là người ta phải như này. Em mới được có một nửa chân đường thôi. Hôm nay được 10, tôi nữa là 36, mai rất là sao hết được. Thế chỉ trước 15 mùa. Còn nguyên này. Còn nếu mà cái kia chết thì nó nguyên lắm. Xây dựng cùng bé.
mình đi chơi game rồi. Quay rồi chị. Sắp thanh rồi. Giờ có thêm kênh chứ, kênh đấy nó hay rồi. Giờ em quay là em gặp Minh Thái rồi. Quay là em gặp Minh Thái. Em gặp Minh Thái á. Con nhú cả lưỡi. Ông già cũng cứ đi theo em. Chị nhìn nhìn nước ép ngon. Ừ, ngớ là thay. Chân trâu luôn, các kiểu luôn. Ông mới ông già cũng cứ đi theo em. Em viết nhanh tốc độ nha, ông cũng viết nhanh tốc độ theo em. Nhưng em đi chậm lại, ông cũng đi chậm đi ngang hàng em. Thôi bảo, em gái đi đâu ấy cho anh về cùng với. Các kiểu. Ủa đi nhà nghỉ mà thế. Ồ, già già bằng ông nội em rồi á. Xong rồi bảo thế, thế xong em rút điện thoại ra em giả vờ gọi. Gặp em thì tắt điện luôn đấy. Thế là ông ấy vút đi. Lâu lâu gặp cho vui chị. Hôm qua em đi đường xuống dưới thành phố không một cái bóng xe nào luôn. Vậy em biết ra như điên. Đúng buồn à? Lúc đấy không phải đâu, lúc đấy mới có 8 giờ kém thôi mà. Đã không có một cái xe nào rồi. Đi nữa chắc là không được thắng luôn. Nhà nghỉ người ta viết ngay Hotel Story. Hotel Vipro. Ơ, phải nốt tên kênh nào nhỉ? Em đổi em phải nốt trong bảng lên. Em quên mất. Vào Minh Nguyên ạ. Lost Studio. Các tầm dưới các tầm. Đơn hàng của bạn đang được trên đường giao. Cái cuối cùng lại đang đi nữa. Đây. Mấy đơn đây này. Đặt trước cũng như đặt xong thôi. Để không tệ ở đã không giấu ở gì. Không biết. Có dấu rồi. Em có dấu bàn mà. Phím em không có dấu nên em đặt không dấu. Hai đơn hàng này sao? Ví. Public ở chiến. Ừ, đi bên nhìn kìa. Chị mặc xinh em lại phải mua. Thế luôn đi, em mặc cứ lên đấy em xem nó không thể ra được đâu. Nhưng mà đẹp nhở, mặc mấy cái con bò hoặc là chân bánh bò ấy đi. Chị Nguyễn Châu à? Tên tiếng tàu à? Nguyễn Châu. Giờ
giờ vẫn đang bật làm sao mà tắt được à? Hử? Tắt được rồi. Bây giờ mình vẫn làm bật chung. Vẫn video của sếp. Ừ nhỉ. Nhưng mà đổi tên kênh như thế còn chưa. Bây giờ vẫn đang bật cái đống này. Cái tí nữa. Có tắt được chung thì làm. Mình giữ lại đây mình tắt được đấy. Kệ. Đổi. Ngày cụ làm đổi lấy mấy lần nó cho đi tắm nhớ con nhớ đi làm rồi. Dạ bạn em đi làm rồi. Hai đô. Chị ơi, em chị bao giờ đi làm ta? Không, đang bận đổi tên kênh xong rồi đi làm. Làm hết việc xong rồi đi làm cái khác cụ thể. Được mỗi 2 đô. Đủ cả cái ác hồng với dưỡng chị Nhung không lâu lắm mỗi người xuống ngày mấy lần ngày mới tắm chịu khó tắm đấy qua chưa tắm à không có tắm đấy là tạo điều kiện cơ hội cho tắm làm gì đúng không ạ? Vâng. Thank you.
gì to thế? Xin lỗi, từ giờ không dám gọi. Yeah. Lan này, dạ? Em Quang bao giờ đi là học đi làm không? Em biết đâu. Anh mẹ bảo em. Lỗi. Em không có hiểu gì đâu. À rồi, đồ tên canh có dấu đâu đi nào? Hả? Tên canh có dấu giữa anh à? Chắc được mà sao? Ok. Dạ. Chắc chắc để không dấu. Dạ cũng được. Cậu trăng bị bao không? Đỡ một cái thôi nhưng sao bà? Không thể nói thế rồi. Đến là mình đi cho ăn trước không phải nấu. Thế bạn vẫn là em người nấu. Chuẩn bị nước uống. Ăn xong là đi cất bát thì rồi lên đầu. Tắm mà con đuôi ơi. Con đuôi con đuôi thôi. Con đuôi mặc nó thoải mái. Thế. Trong có cái quần thừa nhưng mà cái quần dài nữa. Trong đó quần đấy. Bảo hôm nay đi mua thì không chịu mua. Cô bảo hôm nay đi mua đây. Kiểu gần nhau luôn rồi. Gần nhau không chịu được. Chịu được phải mua chứ. Mạng chứ. Ây da. Đẹp trai, đẹp trai. Lan lên Lan. Hôm qua anh tổng của em còn không đi đái được không ạ? Lan cười cái gì ấy? Hiểu vấn đề không? Em hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề luôn à? Em hiểu đấy. Người yêu anh tổng về mà anh tổng không đi đái được không ạ? Chịu thật đấy. Khổ thế. Khổ thật. Quên đi còn khóc khiếng luôn em ạ. Ồ. Tôi bảo là như kiểu hai bố nói mới gặp nhau. Muốn ra cái gì? Nào
hơn 11.000 lần. Nhiều phòng hơn rồi, nhiều phòng đấy rồi. Con ngủ hết đầu mình mua cả cái kia. Ai ngồi đây? Không làm tắm. Dung ngập âm luôn. Thế thì một lần 11.000 lần là 11 lần là 110 lần. Sao vừa em nghe cái tính nhạc gì anh nghe ấy.
Anh có bật nhạc không? Anh có bật nhạc không? Em thì nó kết nối tai nghe này. Bật hai tai nghe. Ô được mà anh. Không bật không đi luôn. Này em sao? Cái này đi. Kiểu quá, tóc ngắn xinh thế. Thank you.
mình tôm.
Đi làm. Đây chỉ còn lại người anh với tiếng hát trong tâm trí em này. Ngáo lắm rồi đấy. Làm nó vẫn 10 đô mà ông à. Để rồi kiếm chắc phải lòng anh. Bà lại mắc tin rồi đấy. Làm nó thẻ đâu ấy? Công ty của em. Em đang ra ngoài đâu? 10 đô bán được không? Ừ? Nãy giờ bán được không? Vừa mới bắt đầu tiên, vừa mới đi đổi tên xong các kiểu. Hai anh này chưa biết mặt con mười nhỉ. Đang cuốn trong trò chơi. Và mở bóc trên Simu. Đây này chị Kim. Mặt mười đô. Mặt mười đô. Mày đồ đấy của mày ý của tao. Thank you.
không tìm nắng tay. Bài ra rồi đấy. Đây em có hai con thẻ thôi. Chấp đấy. Chấp chứ.
em rời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi live tiếp theo. Chúc các bạn một buổi sáng thật là tuyệt vời. Mình xin kết thúc video live tại đây. Bye bye các bạn. Lan bắn này thì ai theo kịp? Nhung 4 đô. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào livestream sau nhé. U 16 view. Vãi. Đây. Hmm.